AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Fallen Frontline là tựa game nhập vai chiến thuật với nền đồ họa phong cách anime. Bối cảnh của game diễn ra khi nền văn minh nhân loại đang bị xâm chiếm bởi công nghệ của người ngoài hành tinh. Khi đó, người chơi sẽ nhận trách nhiệm chỉ huy và dẫn dắt các nữ chiến binh chiến đấu cho sự tồn vong của nhân loại. Trò chơi gây ấn tượng với việc sở hữu nền đồ họa 2D đẹp mắt, tạo hình của các nhân vật trong chiến đấu chibi dễ thương. Hình ảnh minh họa của các nữ nhân vật đều được thể hiện theo phong cách anime trông vô cùng xinh đẹp và độc đáo. Hiệu ứng âm thanh sống động, đi kèm phần nhạc nền với những giai điệu độc đáo và các nhân vật còn có câu thoại riêng. Bù lại, lối chơi của game vô cùng đơn giản, với việc bước chân vào mỗi màn, các nhân vật của bạn sẽ tự động chiến đấu với kẻ địch. Hoàn thành mỗi màn chơi, game thủ sẽ nhận về được các loại phần thưởng như là trang bị, kinh nghiệm và thẻ XP. Fallen Frontline Mobile có hệ thống nhân vật đa dạng với các bậc chất lượng từ N cho đến SSR+, cho bạn thu thập và sử dụng. Các nhân vật cũng được chia ra làm 5 vai trò và 4 phe phái khác nhau. Các phe phái sẽ có khả năng khắc chế lẫn nhau. Bạn có thể chọn tối đa 5 nhân vật để sử dụng và tùy thuộc vào vai trò mà họ có thể sắp xếp vị trí phù hợp trong đội hình. Mỗi nhân vật đều có cho mình một hệ thống kỹ năng riêng với 5 kỹ năng khác nhau, bao gồm một chủ động và 4 bị động. Tuy nhiên, lúc đầu thì nhân vật chỉ có kỹ năng chủ động để sử dụng, các kỹ năng còn lại sẽ được mở khóa khi nâng sao. Người chơi có thể nâng cao sức mạnh chiến đấu cho nhân vật bằng cách như thăng cấp, nâng sao, mang trang bị. Bên cạnh đó, ngoài các màn Expedition, thì game còn có các chế độ chơi khác nhau như là Arena, Access Warzone, Battle Simulation. Sản phẩm còn có những tính năng FK giúp thu thập và tích lũy các loại tài nguyên cho game thủ, ngay cả khi đang ở ngoại tuyến. Nhìn chung với đồ họa đẹp mắt cùng với hình ảnh nhân vật xinh đẹp phong cách anime, thì game Fallen Frontline rất đáng để bạn trải nghiệm thử qua. Các điểm đặc sắc của game: sở hữu nền đồ họa 2D đẹp mắt, hiệu ứng âm thanh sống động, có hệ thống nhân vật đa dạng, nhiều chế độ chơi khác nhau, tính năng FK tích lũy tài nguyên. Quyền ở AFK Mobi, community game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi? Chỉ ngay đi.